Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Câu chuyện Kinh doanh được phát sóng trên kênh HTV9 vào chiều thứ Sáu hàng tuần. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân phối hợp thực hiện. Ngay sau đây là một số nội dung nổi bật trong chương trình hôm nay. Các doanh nghiệp cần những thủ tục pháp lý nào trước dịch bệnh kéo dài? Sài Gòn Co-op tiêu thụ 12.000 tấn nông thủy sản cho người dân. Câu chuyện thương hiệu, tư duy làm nhạc trong thời đại mới. Mở đầu chương trình là thông tin về các doanh nghiệp tại Việt Nam đang phải đối mặt với việc bị trì hoãn xuất khẩu, nhập khẩu nhân công do dịch cúm virus corona gây ra. Đứng trước tình hình như vậy, doanh nghiệp cần sớm có các phương án giải quyết để hạn chế những rủi ro. Theo thống kê của Bộ Công Thương, tình trạng đóng cửa biên giới với Trung Quốc sẽ khiến các mặt hàng nông sản, đồ tươi sống hư hỏng. Về công nghiệp cũng ảnh hưởng bởi sản xuất của Trung Quốc trình trệ, không cung cấp được sản phẩm nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất ở nước khác, trong đó có Việt Nam, với các ngành dệt may, điện tử, tiêu dùng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến việc giao thương buôn bán cũng như việc diễn ra trong quá trình thực hiện giao dịch mua bán hàng hóa các doanh nghiệp Việt Nam. Bản thân cái dịch này nó không là cái bất khả kháng. Bởi vì bất khả kháng, một trong yếu tố của bất khả kháng đó là không thể thực hiện được. Thì ở đây với việc có dịch thì các giao dịch vẫn có thể thực hiện được. Tuy nhiên với cái việc bệnh dịch thì cơ quan công quyền thường ra một cái lệnh là không cho hoạt động. Và cái lệnh đấy lại trở thành một cái bất khả kháng. Bởi vì là do cái lệnh đấy doanh nghiệp không thể tiếp tục các giao dịch được thì đấy là một cái hiện tượng bất khả kháng và nó ảnh hưởng tới quan hệ giữa các bên. Điều này dẫn đến việc hợp đồng không thể thực hiện được một cách trọn vẹn, dẫn đến nguy cơ vi phạm nghĩa vụ, vi phạm hợp đồng và gây thiệt hại lớn. Nếu cái lệnh đấy chúng ta xác định là nó cấm các hoạt động thì nó trở thành cái sự kiện bất khả kháng, bởi vì bất khả kháng nó hội đủ 3 cái điều kiện, đó là khách quan. Thì cái lệnh dừng các hoạt động đấy chính là một cái yếu tố khách quan và nó cũng không lường trước được, bởi vì nó đến từ quyết định của cơ quan nhà nước xuất phát từ cái dịch bệnh và nó làm cho các giao dịch không thể thực hiện được. Và trong trường hợp này thì chúng ta phải lưu ý tới cái hệ quả của cái sự kiện bất khả kháng xuất phát từ cái lệnh cấm. Đó là nếu nó xảy ra cái thiệt hại thì về nguyên tắc cái người có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Tuy nhiên luật vẫn cho phép là trong trường hợp này các bên được quyền thỏa thuận khác. Do đó tùy theo quan hệ giữa các bên, khi xảy ra cái thiệt hại xuất phát từ cái lệnh cấm đó thì các bên hoàn toàn có thể thuận về việc chia sẻ cái rủi ro. Phương án hạn chế rủi ro cho điều này là bên bị ảnh hưởng do dịch bệnh cần phải yêu cầu đối tác về một sự đàm phán lại các điều khoản của hợp đồng và cần nêu rõ các lý do. Khi đó các bên đàm phán lại hợp đồng trên cơ sở công bằng và đảm bảo không bên nào phải chịu thiệt hại quá mức. Thương mại và dịch vụ cũng là một trong những ngành chịu ảnh hưởng không nhỏ trước tình hình dịch bệnh đang diễn ra. Chính vì vậy, mới đây, câu lạc bộ Clean Charming đã tổ chức buổi talk show với chủ đề giải pháp kinh doanh cho doanh nghiệp trong thời kỳ dịch bệnh. Clean Charming cũng rất là thiết thực khi mà tổ chức kịp thời một cái chương trình talk show ngày hôm nay với các cái diễn giả là những cái người mà lãnh đạo trực tiếp của các doanh nghiệp mà gồm các cái ngành dịch vụ, sản xuất, thương mại. Doanh số ước tính giảm sút lên đến 40-50% và có thể kéo dài trong vòng 2-3 tháng tới, bởi đối tượng khách hàng chủ yếu là các nhà hàng và khách sạn lại vắng khách cũng như tình trạng hủy đặt phòng hoặc hủy tour du lịch. Bên cạnh đó, nhu cầu giải trí và làm đẹp cũng bị sụt giảm đáng kể bởi tâm lý ngại tiếp xúc với môi trường bên ngoài của khách hàng. Các khách hàng họ mang tâm lý là sẽ bị ảnh hưởng chung nên họ cũng có những động thái là chậm thanh toán lại cho chúng tôi hoặc là yêu cầu chúng tôi giảm giá từ 10 cho tới 20%, thì đó cũng là một cái áp lực rất lớn. Trong cái khó khăn luôn luôn có những cái cơ hội, thì đối với bản thân tôi thì đang làm ngành thẩm mỹ thì cái nguồn nhân lực hiện tại thì không gọi là nó đang dư để mà đáp ứng với khối lượng khách hàng trước đó của chúng tôi. Thì trong cái
mạng lưới nữ lãnh đạo chúng tôi đang có sự kết hợp với nhau, có nghĩa là mình trao đổi nhân sự cho nhau, có nghĩa là trong thời gian mà chúng tôi vắng thì bạn bè trong mạng lưới thì lại có khách, thì chúng tôi trao đổi nhân sự cho nhau, đó là một giải pháp. Và chúng tôi cũng đang cân nhắc đến cái phần mình sẽ làm dịch vụ tại nhà cho khách hàng. Trong cái giai đoạn khách hàng ngại ra đường thì chúng tôi sẽ đến nơi tận nhà phục vụ cho khách. Như vậy, bên cạnh những tác động tiêu cực một cách trực tiếp hay gián tiếp, thì đây cũng chính là cơ hội để doanh nghiệp có thể tự nhìn nhận một cách rõ ràng hơn về hệ thống, về những chi phí vận hành chưa hợp lý, để từ đó định ra được những giải pháp từ chuyển đổi cơ cấu và củng cố lại nguồn nhân lực, hay tìm thêm ý tưởng cho những hướng đi mới như phát triển theo kênh bán hàng, kênh marketing, cũng như lên kế hoạch phát triển lâu dài cho doanh nghiệp trong tương lai. Đứng trước những khó khăn ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe và kinh tế, nhiều công ty, doanh nghiệp đã chung tay hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn này. Trong đó, bán hàng không lợi nhuận, giảm giá các mặt hàng là những hoạt động mà Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op đã và đang thực hiện. Thông tin từ Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Co-op cho biết, dự kiến tổng lượng hàng hóa Sài Gòn Co-op phối hợp các nhà cung cấp, các đơn vị sản xuất tham gia giảm giá để hỗ trợ cho người tiêu dùng trong giai đoạn đầu là 12.000 tấn nông thủy sản, gồm thanh long, dưa hấu và cá ba sa. Trong đó có khoảng 6.000 tấn hỗ trợ tiêu thụ cho nông dân miền Tây gặp khó đầu ra và hơn 6.000 tấn nhu yếu phẩm, thực phẩm, đặc biệt là các mặt hàng giúp tăng sức đề kháng và có lợi cho sức khỏe. Trước đó, Sài Gòn Co-op cũng đã cung cấp ra thị trường hơn 5 triệu khẩu trang y tế đạt chuẩn nhưng hoàn toàn không nâng giá. Hiện đơn vị này vẫn đều đặn cung cấp 200.000 khẩu trang mỗi ngày với giá không đổi. Bên cạnh việc nỗ lực cung cấp khẩu trang, gel, nước rửa tay giá tốt nhất cho người dân, hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Co-op gồm hơn 800 siêu thị, trung tâm thương mại lớn nhỏ trên cả nước cũng đã tiến hành nhiều biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe khách hàng và nhân viên siêu thị. Trong khi đó, cũng với mong muốn giúp người nông dân tiêu thụ nông sản trong giai đoạn khó khăn bởi ảnh hưởng của bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra, hệ thống ABC Bakery Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu một loại bánh mì làm từ thanh long khá độc đáo. Hiện hệ thống này đã sáng tạo nên 4 sản phẩm với nguyên liệu từ trái thanh long, bao gồm bánh mì thanh long ổ, bánh mì thanh long khoai môn, bánh mì thanh long phô mai và bánh kem thanh long. Một cái ABC chúng tôi này kia tôi nghĩ rằng chưa đủ. Chưa phải là một cái sức mạnh để mà tiêu thụ hết một số sản cái nông sản là thanh long này. Vậy là chắc chắn thì tôi phải lấy cái phần đó phổ biến ra nhiều cái cửa hàng chúng tôi, kể cả là đồng nghiệp chúng tôi. Nếu mà trường hợp mình thấy cốt sức lẫn nhau, tôi rất là tự hào vì cái phần đó làm được cái phần câu chuyện này. Cũng như là để giúp cho nông dân, giúp cái tiếng tâm cho đất nước và giúp cho công nhân có việc làm. Sản phẩm mới đang nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, không chỉ để thưởng thức món ăn độc đáo mà còn nhằm mục đích ủng hộ nông dân và doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này. Không chỉ là đơn vị uy tín đối với khách hàng Việt Nam, ABC Bakery còn trở thành địa chỉ cung cấp bánh cho hơn 50 thương hiệu quốc tế đến Việt Nam từ các chuỗi thức ăn nhanh như KFC, Lotteria, Popeyes, chuỗi cà phê và nước uống như Candy Q, Starbucks, chuỗi tiện lợi hay các hệ thống nhà hàng của Golden Gate, bán lẻ sân bay của Sacco. Tiếp tục chương trình là một số tin tức mà Câu Chuyện Kinh doanh vừa cập nhật được. Theo ông Mauro Gasparotti, giám đốc Savills Hotels châu Á-Thái Bình Dương nhận định, dịch viêm đường hô hấp cấp đã gây ra 3 tác động trực tiếp đến ngành du lịch Việt Nam. Đầu tiên là sự sụt giảm đáng kể lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam, trong khi đây là thị trường có nguồn khách lớn nhất đến nước ta, chiếm hơn 30% tổng lượng khách quốc tế trong năm 2019. Tác động thứ hai là sự sụt giảm lượng khách quốc tế tại châu Á, do đây được cho là khu vực có khả năng lây nhiễm cao hơn so với những điểm đến du lịch khác. Tác động thứ ba, phải kể đến nguồn cầu du lịch trong nước cũng sẽ sụt giảm đáng kể, do đa số người dân có xu hướng tránh đi đến những địa điểm tập trung đông người như sân bay, trạm tàu, trạm xe buýt và cả các nhà hàng hay khu vực vui chơi giải trí. Có thể thấy, trong thời gian tới, nếu dịch bệnh được kiểm soát và ngăn chặn thành công trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, ngành du lịch Việt Nam sẽ có sự hồi phục vào nửa cuối năm 2020 và tiếp tục là một trong những ngành công nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam. Hãy
trò chuyện thú vị vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Câu chuyện kinh doanh tuần sau lúc 15:20 chiều thứ 6 trên kênh HTV9.